Thư sư, tại sao lúc Phật thành đạo thì có ma vương tới phá? Vậy còn các bậc A-la-hán như Ngài A-nan, Xá Lợi Phất, con không nghe bị ma vương tới phá. Có phải khi thành Phật mới bị, còn A-la-hán cảnh giới thấp hơn thì không bị? Ai nói với quý vị, các vị thánh thinh văn thì các ngài vẫn bị ma vương phá? Tuy nhiên là có vị thì ma vương kịp phá, mà có vị ma vương không kịp phá. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu như mà quý vị chịu đọc trong Tương Ưng á, thì quý vị sẽ thấy là ma vương cũng chịu xuống phá các vị thánh lắm, chứ không phải không đâu.